ghê không? Á trời trời trời, vô muốn đuổi ai đuổi hả? Đuổi muốn đuổi đi giờ nào đuổi? Kêu đi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Dậy. Dậy, có người đến thăm mẹ. Có Mạnh Quân đến thăm. Ra rửa mặt đi. Nghỉ quay nữa hả? Nghỉ quay không nữa rồi. Người ta dạy cái điện qua. Về bển cái điện qua. Chào cô. Mình là gì với anh Long ơi con? Là cô ruột ha. Dạ. Là chị của ba của anh Long hả? Dạ. Cốt đâu vậy? Mới bước ra chị kiếm vợ nó là về nấu cúng mâm chiều là nó mất tiêu rồi. Chị con lên đây cô có nghe kể về cái gì cả chim sâu đồng dâu ở trong gia đình này không cô? Trời ơi. Con đừng nói nó con mệt quá. Chắc tu là cũng được rồi. Sao con? Rồi, chị quá gai trong dâu gì? Dâu gì muốn đuổi ai đuổi hả? Đuổi muốn đuổi đi giờ nào đuổi? Tức là chị đợi chim sấu hả? Ừ. Mà muốn đuổi ai mà đuổi ai? Chị đuổi bà già chồng nó đuổi ai? À, bữa hả? Quay đó. Thấy giờ sớm giờ cô lên đây rồi chim sấu nó có muốn đuổi cô không? Trời ơi, dám. Đuổi không tới số là đuổi. Thấy dâu này sao mà cô có chấp nhận cho làm dâu của Út không hay là cái ý kiến của cô sao? Không ai chấp nhận nó rồi. Vậy hả? Rồi bây giờ cô lên đây cô thấy gia đình của Út thì sao? Rồi gia đình có hạnh phúc không hay là có cái gì mà để cô làm nhưng mà đâu tôi có ba gia đình mà nghĩ gì đâu chứ cô mà đâu có gì. Như là cô rồi cô không có đồng ý chung sâu làm dâu của cô Út ha. Cái gì đó? Có ý kiến gì không con? Hả? Mình cũng là gia chị phải không? Gia chị của ông chú ha. Chị. Dạ. Cô có ý kiến gì không con? Kiến gì vậy? Có tiền em nó muốn làm vậy làm nhưng mà đối với cô không chịu rồi. Như cô là mình không chịu ha. Không. Ví dụ như trường hợp như chim sâu là dâu con, cô nghĩ không, sao con? Không cô à. Dâu tôi không có sữa rồi. Dạ. Là không bao giờ luôn hả? Không bao giờ. Dạ. Nhưng mà nhiều khi chim sâu bị bệnh nó đó khùng. Con. Dạ, bị bệnh đó. Ừ, nó đó. Bệnh cả đi chấp nhận con khùng đó vô làm dâu nó không gì. Ôi trời ơi, đừng có quay đi, mệt quá. Vậy sáng giờ là mình qua tiếp mâm chiều quá ha con. À, mâm chiều. Dạ. Là ngày mai là đám dỗ của cô. Của ngoại. Của ba. Là tức là à tức là dạ mình tới mấy anh em làm con hả? Mình tới mấy anh em rồi hả? Dạ 7-8 chết dạ. Cho rồi còn có hai chị em nữa hết rồi. Vậy hả? Ừ. 7-8 người đâu hả mà 8 người mà còn có hai chị em à. Còn nhỏ thứ 7 là ở trên miền chẳng biết chết sống mà mấy năm nay không nghe tin tức gì chứ. Anh Miên là ở khu nào biển hồ hay gì? Ở chỗ nào đó không biết nữa. Nó nói mà cũng hùng cũng quên rồi. Ba bốn năm nay rồi không có liên lạc được, thành ra không biết nó chết ra sống không. Ừ. Và không có nghe cô Út nhắc đó, có người chị cô Lãnh đó, nó nói cắt nhà mới tính lên mừng. Rồi nói đợi đám giỗ rồi lên luôn là chắc cô á hả? Ừ. Sao cô lên đây có mình, có con cháu gì lên không? Con nó mất đi làm hết rồi. Không ai đi chung cô hả? Mình anh cô hả? Lên sáng đi lên xe đò. Bên nào cô? Sáng hả? Đi lên sáng. Ngày mai đám giỗ xong rồi về cũng về xe đò. Về xe đò. Tại con mất làm hết rồi làm gì đó. Có ba thằng
con thằng làm ở Bến Phà đó. Bây giờ nó lái ở trên Hồng Ngự chứ. Rồi, chạy phà là ngang đưa, phà ngang đó hả? Còn thằng thứ ba thì nó làm cái nó lái xe bên công ty xe lắp. Dạ. À, có công việc làm cho này ha. Rồi, cô thấy cô Út các nhà đường gì cô mừng không? Mừng chứ. Mừng. Hôm đầu cũng em Út mình kia nào nó không có tiền người kia giúp đỡ nó cắt được cái nhà cũng mừng lắm. Cô chị em kia ai cũng nghèo á, thằng ta không có ai giúp đỡ được cho nó. Nếu mà trường hợp mà chim sâu mà thật sự mà là dâu của cô chắc cô không bao giờ đồng ý ha. Không. Cô thấy tính tình của chim sâu sao con? Trời ơi, dự phụng hơn chút nào nữa, sao? Ai chấp nhận? Nói chuyện như là chồng muốn thúc như thế, đuổi về nào đuổi về. Đuổi về chồng đi sao? Kiểu đó, dâu nào đuổi về chồng đi. Đây bữa trên clip có cái clip mà cầm cây xì á. Đó. Là nó thấy á. Theo cô suy nghĩ sao con? Đồ khùng nó mới làm như vậy chứ bình tĩnh ai làm thấy không vậy? Ừ. Nhiều khi chỉ bị bệnh á mình cũng thông cảm cho chị chút xíu. Thông cảm chút kia không nói rồi nhưng mà thôi chấp nhận rồi giáo thì còn này giờ ông thua rồi vợ quyền là nói sao nói chứ tôi không có quyền bởi vì mình đâu có ở nhà này mình đâu có quyền góp ý gì này tôi thao vậy thôi. Thì cô Út có chia sẻ là nếu mà ở thì cho ở nhưng mà làm đám cưới thì không có làm. Ừ, yeah. Theo như cô vậy mình thấy đó là đúng không con? Đúng chứ. Ở thì cho ở nhưng mà cưới thì sao mà cưới được. Nó khùng nổ điên giờ nào cũng dắt dao chém nó muộn nổ nên là nó thấy mà ở nó cưới. Vậy cô qua đây cô không sợ hả? Hả? Không. Cô vô cô không sợ con. Mà thì chồng dám đuổi nữa cô chắc đi đuổi luôn quá. Rồi nhầm gì? Nhầm gì? Dám đuổi tôi. Nó đuổi. Mà gặp cô có hỏi đâu không cô sao? Có, cũng có hỏi vậy. À. Cũng hỏi ha. Ừ. Nhưng mà biết cô không? Ừ. Chim sâu biết cô không? Lúc đầu thì không biết nhưng mà sao mấy lần mới biết. Cô Sáu chứ đâu có tiên qua lại lên kiếm đâu thằng kia thì nó ngủ nó làng lên nó hỏi nó kêu anh ơi anh ai kìa anh Long nói rồi mới biết cô Sáu ha. Cô lên sáng giờ thấy Kim Sâu có cử chỉ gì mà cái khác lạ hay là có cử chỉ gì quá đáng với cô không? Có lên cơn không? Đâu có vô ngủ mà. Ngủ hả? Ừ, vậy là sáng giờ là cô thay mẹ chồng làm giùm đó. Còn Kim Sâu đi ngủ ha. Nó ngủ mà nó đâu có làm gì đó. Chị đại mà. Đại mà. Mai mốt cô lên thường xuyên đi. Cô biết. Cô lên thường xuyên cô làm dâu giùm cháu nó luôn. Trời ơi. Nói chung ra là bà cô có gặp dâu là bà cũng bỏi ôi rồi. Dâu nào mà kiểu như vậy đó trời ơi. Cũng đã là coi như đám tiệc mà kêu ông già bà già nó lên chứ. Thấy cũng quẩy hay không? Quẩy rồi. Vậy đại thức chưa? Rồi ngủ nữa hả? Ngủ hoài vậy? Uống thuốc vô không phê thuốc hay gì mà ngủ rồi? Ngủ rồi luôn. Long đi chặt hay dạ? Từng lại chặt mấy bữa? Từng lại chặt có ngày hả? Nhưng mà chắc có mình có lên khóm không? À. Bữa nó ăn tháng nhiêu Long? 720 hả? Tháng 720 ha. Chị Đại ngủ nữa rồi. 720 đủ tiền cho chị Đại uống thuốc không? Chị Đại ngủ nữa nha quý vị. Đại đang ngủ đó nha. Ông nội chở bé Đức đi chơi ha.
Dạ. Út đâu rồi? Có Út kìa. À, có Út đi về kìa. Có về không? Út đi đâu về không? Đi mua đồ. Mua đồ hả? Ngồi quá. Ngồi quá tới đây nào nào. Lại mà nó thấy mấy ông này quay quá nó không dám vô. Ủa gì giờ giống chuột sầu gâu găm nữa vậy? Ủa con quên. Chuột sầu phúc hiểu cái gì nè. Gâu găm. Ủa vậy hả? Mua dâu quá ông trời, mua vịt lộn cho dâu ăn bầu bổ nè cả nhà. Bỏ đi ghê chưa? Trời ơi cưng như trứng ổng vậy đó. Có bầu gì vậy? Chuyện này chắc có một đứa cháu nữa rồi. Rồi có đây bác. Nãy giờ sao bác bấm nút trời. Đâu rồi, không còn bấm nút luôn. Trời ơi. Ờ ghê không. Đó mặn sẵn đi chút dâu thức ăn đúng rồi. Trời ơi. Tụi nghiệp ok không. Chiều nay là tối là mình về mình ngủ luôn hay sao Út? Hay là ngày mai mới dọn? Tối nay ngủ đây ha. Ghê không. Trời ơi quá thế rồi trời. Chị Đại ơi, cái gì bằng tiếng tôi chị Đại ơi. Trời ơi. Mốt kêu chị Đại đi Út ơi. Chị Đại luôn đi, đổi danh xưng đi. Út ơi, mốt kêu chị Đại luôn đi. Chị Đại ơi, thức gì chị Đại u. Kêu bà rồi, bà dâu rồi. Mà chị Đại đi cho lịch sự. Kêu bà dâu nó nặng quá. Trời ơi. Chị Đại đi cho lịch sự. Bây giờ mình làm gì Út? Đậu quá. Chiều Út làm gì cho dâu ăn nè. Làm tao mới biết nó bỏ cái dao ở đâu nữa. Ở vô mà bỏ mình đó mình làm Út. Không biết được luôn rồi. Giờ làm gì nè. Cưng dâu ghê không. Đó bắt đầu là đậu nè, dâu nằm trong phòng ngủ thảnh thơ. Ông đặt lắm rồi đó nha. Bây giờ chồng thì bây giờ lật đậu đây ra đi. Có ngày cái vụ nó uống rồi phải sửa. Ủa thằng đâu thức dậy đâu rồi đâu. Nhưng mà trước à. Bà Út lặt đầu Út nấu cơm chứ để ngoài dâu thức dậy dâu la nữa bây giờ. Bắt cười trước khi lặt đầu là phải bắt nồi cơm lên trước. Ừ. Rồi thao bọng rồi rửa chén sạch sẽ nha. Mời đồ gì chứ. Út về đây làm dâu không? Nói gì chứ Út cũng mừng chứ bộ. Có đựng dâu nằm thảnh thơ cũng được. Khỏe. Có việc thì Út làm ra ra. Thấy đâu nó có cần đi tập thể dục gì đâu á. Ừ, làm mỗi ngày luôn hả? Vận động thái chân mà. Hỏi cần tập thể dục gì chứ. Mày nấu cơm hả cô Sáu mày đâu? Mày nấu cơm hả cô Sáu mày hả? Đó nhà bắt nồi cơm lên cũng được đi. Mới làm sụm chừng bắt nó nóng. Trời vậy hả? Trời ơi, bữa nay cô chồng xuống nấu cơm cho trên sâu luôn hả? Cứ giữ nữa trời. Đúng là chị Đại mà. Không, thay phiên. Thay phiên hả? Mẹ chồng, mẹ chồng làm không sể rồi. Đó. Vũ của chị chồng. Vũ của chị chồng. Cú Bình. Ồ, ghê trời, bữa nay có Cú Bình xuống nấu cơm tiếp nữa trời. Coi lau nhà chứ Út. Làm Út, tự ngồi lộn buồn. Nghe đó, ghê. Đó, chị Đại được chồng dẫn vô tắm luôn. Lấy bộ đồ tắm luôn đi. Nó tắm cửa giùm tao cái thôi. Tắm lên bộ đồ đầm đi chị Đại. Tính ra Út cũng khỏe rồi. Dâu thức xong tắm rửa cái đi uống cà phê. Thấy ghê. Thấy ghê. Thấy ngồi rồi tiếp mẹ đi. Ừ. Làm tiếp mẹ kìa. Rồi làm tiếp mẹ. Rồi xuống rồi chị Đại. Ngồi xuống đi. Rồi xuống cho ta dạy làm dâu gì đâu mà. Ngồi sát mẹ. Cơm. Dạ mới được dạy. Có gì chứ chị mà đòi ăn cơm. Có chứ chị mà đòi ăn cơm. Có chứ chị ăn cơm luôn. Vô rửa cơm rồi ăn cơm nữa nè. Có gì đâu ăn. Dịch này là chút nữa bà già chồng qua bà luộc cho mới ăn được. Bà chưa luộc. Mà. Mới mua à. Rồi đó. Đó. Rồi đâu qua đó đi. Từ. Đậu rồi đây, đậu cho con ngủ nó gì vậy? Kiếm cơm đi, kiếm cơm vậy? Coi hôm nay sao vậy? Ờ, con nãy sáng mày giờ, hôm nay hốt ở đó hay gì đó? Đúng rồi, mày sáng giờ, vậy nó bụng rồi đó. Ăn cơm không luôn hả? Ăn cái này là có đồ ăn đó. Đây, để coi bà già chồng làm gì nè, thịt này chưa? Ngày chiều, đâu rồi? Bà già chồng thịt để đâu rồi, cá đâu rồi, không chỉ, sao tao biết được? Đây nè chị Đại, hôm nay rồi được rồi ăn bao nhiêu thì bới bao nhiêu nha.
bỏ rồi bỏ múa đi. Trời ơi, đó, đó, nè bây giờ chồng không đồ ăn luôn nè, nè rõ ràng nè ha. Đó. Đó. Khô. Ăn khô. Dạ. Lấy cái muỗng luôn. Vậy nhảy nhảy cha cha gì. Ăn không? Có ăn không? Ăn không? Cái này ăn được không? Làm một cái chơi nè. Trời ơi. Hâm lại. Không hâm lâu hả? Hâm cái đó mới làm xong mới làm ra trước luôn. À coi kìa. Để mấy bên kia kìa. Để gì đi trong chảo mà nhậm gì? Gì đợi mà, nhậm gì? Trời mã dám ngủ không lẽ để gì không dám ăn. Để gì? Nhậm gì? Ăn lại lại đi vô tiếp rồi cho tôm kìa. Ăn lẹ lẹ đi vô ngủ đi. Ăn no đi vô ngủ. Mấy ông nói gì đâu không, rồi người ta ăn người ta ngủ rồi, người ta ăn xong người ta đi uống cà phê. Ê, chim sao? À, chim sao? Kìa, ai ngồi ngồi dắt kìa. Sao bà bắp? Ai kìa chim sao? Ai ngồi dắt đi. Dạ. Vậy làm gì nữa? Đi cá. Cô cũng khô. Cũng khô. Ai ai khô luôn. Chuyện gì không? Chiều nay mâm chiều không? Làm gọn trong nhà ha. Mai mấy mâm? Ba mâm ha. Con mình mới đi chút xíu. Ai Út? Không. Gì hả? Nãy giờ Út đi đâu? Đi mua đồ nè. Cái, mua này ha. Mua con cá lóc chiều chiên, tính thấy chờ cái bà kia mua con cá lóc. Dạ, cái ông sùng vậy thì mua chắc không đi mua. Tại đó ông hỏi nó thích ăn cá lóc nướng. À. Này sườn ướp gì? Ướp đường một ớt một ngọt hồi này kia đó. Coi mắm ngon không? Ăn cơm với khô cũng ngon nữa phải không? Mắm cũng ngon nữa, mắm cũng ngon nữa. Chè đang qua gà bay đạp cái đầu cắm xuống dưới kia luôn. Thuốc anh ăn cơm ngon ngủ ngon này. Ăn này ngon không? Biết này ai làm không? Tao ăn cơm với khô mà. Đúng rồi. Ai làm biết không? Ai làm không? Dạ. Dạ. Khen cái coi. Ngon không? Sao vừa ăn thấy vừa ngủ vậy trời? Ngủ luôn cái gì trời. Cái mắt trời. Đâu mở con mắt coi coi coi. Trời Phật ơi trời, ăn mà ngủ luôn nè. Đi tiếp hả? Mạng bị lắc từ từ đó nó hết lắc rồi đó. Chạy tiếp coi. Chạy 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 rút 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 vậy là đúng đó. Cái mod ta nào giờ chị mà à, lính cái muỗng giáp chồng nè đó không ngành YouTube làm được vậy không nè trời. Rồi về múc rồi sao mở mắt ra đang ngồi bị ngủ rồi ngủ rồi ăn trong đại, mơ đây cái gì đại ăn trong mơ đó nhìn lên đây cái gì đại ăn mà con dòm xuống không mất xương kìa. Đỏ mắt không lên luôn. Có con ăn quạt thấy khô nữa không? Gan trời. Hay gan trời lắm. Dạ. Nói gì trời? Nhỏ biết gì. Không biết gì đâu. Ba 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 ba. Gan trời lắm. Ba đi đâu hả? Ba đi đâu hả? Tự nhiên lại ngồi không uống nước cho bà nội uống à. Nhỏ lại ngồi xong không biết chuyện gì trời đất vậy ra chứ. Két đồ khăn. Cái này là ăn cơm buổi sáng hay buổi trưa gì chị Đại? Cái gì lắc tay nói chị có miệng nha. Đang ngậm. Anh cầm máy ơi, bay vô quốc bái cái ơi. Ăn nói chuyện đàng hoàng. Trời nói gì? Cảm ơn. Nói gì không có nghe. Cảm ơn. Cảm ơn. Đang đóng dài cầm. Nếu thiệt tình. Thì đây đang đóng dài cầm. Ăn cũng nguyên nữa. Thiệt tình luôn, miếng ngộ thiệt chứ. Hồi đó tao nói cầm mà không nghe. Bỏ cái tô cơm dí ông chạy cà cà bây giờ. Trời ơi. Ăn giúp con nè. Nè, dầu nữa. Đất, giúp con nè. Đi đâu ạ? Làm mua cho đi phê cho bà ơi. Có tiền chưa nè? Uống phê không? Mua giùm bà đi phê ơi. Kêu bà làm cái ca cho mẹ luôn. Tiền nè, 2.000 nè, ý lộn 10.000 nè. Con nói 2.000 mà làm gì giờ em thiếu không? Bây giờ là chuẩn bị cơm chiều á. Làm món này cho chim thâu nữa nè. Thấy không? Đúng hả? À.
vậy hả? Làm trúng phải không? Trúng, trúng. Trúng khác, còn chim sâu là làm món khác phải không? Chim sâu là hộp vịt lộn nè. Chim sâu là bây giờ cái này là cúng phải không? Này nè, cái này chỉ chim sâu. Cái này là mua cho chim sâu bồi bổ đang kiếm kiếm đứa cháu nội. Đó thấy chưa? Bồi bổ cho chim sâu làm chục trứng luôn. Ăn ăn cho có trứng nha. Trứng nó nhiều quá rồi. Trứng nhiều luôn nè. Trứng này bự mau đậu lắm không? Thầy Út nó ngồi nó cần hoài luôn thầy. Chứ không lẽ về khóc. Thầy tính vậy cũng nói chung vậy thấy vậy cũng được á. Tại có con dâu thì giờ nó cũng ngủ không à, nấu cơm sẵn này thích chị ta ăn uống thuốc. Thì rảnh rảnh ta đi uống cà phê vậy thấy có con dâu thì cũng ngon rồi. Để mình đứng con ăn rồi là thôi đi uống cà phê đi. Vậy nè. Rồi thấy rõ ràng luôn không Út? Chút xíu nè là bắt đầu là đi uống ha. Mình có tắm không nữa chắc để bộ mình đi tắm nó đi uống phơi luôn á. Thì thôi Út kêu ngày tắm hai cử Út. Dạy thôi ngày tắm hai cử không cử rồi phải ngày sạch sẽ hai cử. Nó có lại gần Út đâu. Bây giờ không lại gần thì nói với ông Lâm. Lâm nó ngủ nó không biết hơn biết thôi biết tối gì đâu. Chứ ông có cái mùi ông muốn ghiền cái gì cho mày cự rất vậy quá mùi vợ chồng mà đi thiêu vợ chồng đi thiêu vợ chồng quen hơn ừ vợ chồng